Chứ sông quê nước chảy đôi bờ, phải duyên chồng vợ. Phải duyên chồng vợ, ngàn năm em vẫn chờ. Ủa sao vậy? Hôm nay cảm hứng gì tự nhiên rồi tôi mới giới thiệu xong rồi vô rồi tự nhiên hò vậy? Không phải, trước khi vô đây á, tự nhiên anh nghe một cái câu chuyện kể rất là cảm động. Một người phụ nữ chưa có chồng chờ một người đàn ông ở rất là xa. Người đàn ông đó đã có gia đình rồi, nhưng mà họ cũng đã đổ vỡ rồi. Nhưng mà người ông đi biển biệt không trở về. Cô gái này muốn nhắn nhủ rằng là cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn ở quê chờ anh. Cứ hò hò hoài như vậy mà bóng dáng người đàn ông biệt tâm. Một câu chuyện sao mà nó xót xa làm sao ấy. Mong rằng cái cặp tình nhân này họ sẽ được đến với nhau. Là đồng ý không? Đồng ý. Rồi, chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên. Hả mà, mày muốn bia được nhiều không? Muốn sáng chai. Sáng chai là mới có bao nhiêu xúc miệng nữa đó con. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Đặng Lan Chi, năm nay em 26 tuổi. Chi dạ. Cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ, em cao 1m7 chị. Vậy hả? Dạ. Mẫu à. Bây giờ chị đang làm gì? Là nhân viên công ty Bia Sài Gòn. Rồi, mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Nam, xin mời. Ủa sao mà mua đen hay sao mà láng dữ vậy? Ủa rồi đó giờ để vậy đó hả? Dạ. Tự cạo hay là nó không mọc? Dạ tự xử. Và anh tên là gì? Dạ em tên Vũ. Nay bao nhiêu tuổi? Em 28, 29 rồi dạ. Anh dữ. Và đang làm nghề gì? Em là vẽ storyboard cho quảng cáo. À vậy à? Dạ. Tức là bạn làm trong nghệ thuật. Dạ. Vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha. Mỗi lần bỏ khách hàng có vẽ, khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha. Dạ. Em ơi cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em? Em hồi nãy em có nghe rồi, bên kia là 1m7 phải không? Bây giờ em cao bao nhiêu? Em hơn được chút. Chút là nhiêu? 1m7 không đó. Cố gắng. À, chị nè, hồi xưa giờ em có ý định làm người mẫu không? Dạ. Chị cao này đủ chuẩn rồi. Trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị. Dạ hả? Cái hồi không dám mà. Mà trước giờ em có nhiều bạn trai chưa? Dạ chưa. Em có được 2 mối tình chị. 2 mối tình mấy người dạ kia chưa. Có cao không? Dạ chưa mà em có 2 mối tình. Hả? Mấy người kia có cao không em? Dạ cũng bằng bằng em chị. Vậy hả? Tại em đi chơi em mang dép xẹp không chị. À nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế? Không phải ế mà ta chưa tìm được người yêu thôi em hỏi sao sắp hàng quá. Khi nào em nghĩ chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không? Thì em cũng nghĩ vậy chị. Dạ. Nhiều khi mấy anh đẹp 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 được được cũng ảnh lùn hơn mình. Đúng rồi. Em có ngại không? Nếu bạn trai em lụn em chịu không? Thôi mỏi cổ một xíu chị. Cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ. Cúi xuống. Phụ nữ mà cao ráo hay là đàn ông nhục đó mà. Chưa chắc hả? Chưa chắc. Để mai tính. Bình thường thì ngoài công việc ra thì thời gian em làm gì? Em đi chơi với bạn bè chị. Chắc cũng nhiều bạn lắm phải không? Đi chơi cũng dữ lắm phải không? Dạ. Yeah. Thường đi chơi là chơi cái gì? Đi coi phim, ăn uống, cà phê. Em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khào quá vậy? Em khèn từ nhỏ rồi chị. Mà em uống bia được nhiều không? Chắc cũng 5-6 chai. 6 chai là mới có bao nhiêu xúc miệng nữa đó phải không? Cười là đúng rồi đó. Bên kia biết nhậu không em? Dạ cũng tạm tạm chị. Như ta nói thường là những người họa sĩ coi như là đào hoa lắm, quen nhiều người lắm. Đâu có, ế lắm anh ơi. Ế sao ế được. Ế lắm. Nhìn vậy không ế đâu, tôi không tin đâu. Thì anh không tin chuyện của anh. Em có vẽ mẫu chưa? Thường thì em không có vẽ, tại em vẽ không có giống. Ủa sao vậy? Em không biết nữa, em vẽ tại cái thứ em ước mơ mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ cho nên thường vẽ nó không có giống. Cái người em ước mơ người sao em? Nói chung là chị hiểu trong cái nghệ thuật là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được.
chị phải tôn nó lên. Có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng 5 thì em vẽ lên tới 8, xong người ta nói không có giống, thế người ta chê em vẽ xấu. Về mặt nghệ thuật thì bao giờ người ta phải tôn bên cái đẹp lên. Người đó xấu cỡ nào, xấu như các tường còn vẽ lên đẹp đúng không? Đúng rồi, cỡ các tường cho lên thành tăng thành hà luôn. Anh nói nghe, anh nói chơi vui chứ các tường chỉ đẹp lắm á chị. Nhớ nha. Không, không sao đâu chị sự ơi. So sánh khập khiễng giữa hai người phụ nữ với nhau nha. Bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào? Phải cao 1m71 trở lên. Chị nhỏ. Là gì nữa em? Chiều em. Chiều không? Có chiều lắm không? Không, em dễ chiều lắm chị. Rồi gì nữa? Phải lì. Lì là sao? Thấy em giận là phải lách qua nhà năn nỉ em. Là lì là vậy là lì đó hả? Lì này cũng lạ. Rồi gì nữa? Không hút thuốc chị. Hòa sĩ mà không hút thuốc à? Uống bia không cho hút thuốc. Rồi giờ em không thích cái gì hả bạn trai của em? Gia trưởng quá chị. Lôi chuyện cũ ra trách móc. Anh nghĩ bạn bên trai đây là rất là hiện đại, không có chuyện đó đâu. Thôi, em thích mẫu người thế nào? Nữ tính. Không lẽ anh nam tính? Không, anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính, có cô gái nữ tính, có cô gái nam tính, có rất nhiều. Dịu dàng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Chuyện sắc xéo lắm này nè. Đâu có. Em biết khuyết điểm của mình là gì không? Em cũng không biết luôn. Cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em. Mình phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ. Đúng không? Mà không biết khuyết điểm mình, người ta thấy khuyết điểm mình cái mình trách người ta. Nó nhiều quá anh ơi, khuyết điểm mình nó nhiều quá, mình đâu có dám biết. Giờ em nói rồi. Câu đó là đúng nhất luôn á, bây giờ chị qua đi coi mặt em nè. Bước qua là chặt liền chứ không nói năng gì nhiều á, dám so sánh tôi với Tăng Thanh Hà hả? Chào chị. Chào em. Giờ chị sao đây, chị dễ thương không? Trời ơi, Tăng Thanh Hà chị gọi chị là chị thôi. Rất là dễ thương, ăn nói rất là dí dỏm. Nhờ câu khen mà bà nói vậy á. Bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, đẹp rồi nha. Em đúng ra làm người mẫu, làm diễn viên được đó. Đứng lên nhá hàng liền em. Không dạ. Cao thấy cao lắm rồi, ngồi cũng thấy cao. Nhá hàng liền thấy chưa. Thôi làm anh nhục lắm. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi. Khi cao hơn Tăng Thanh Hà đó, cao hơn thôi nha. Rồi, và bây giờ là 2 phút để chúng ta gặp gỡ nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo rèm lên. Sốc lắm nha, bình tĩnh nha. Sốc thiệt chị ơi. Quá sốc luôn. Em chưa nhìn mặt nghe ngoài, em thấy sốc rồi. Em cảm nhận gì về người đàn ông này? Hơi sợ sợ. Hơi sợ đúng không? Tiếng. Có thể là sợ. Nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ. Rất là dễ thương. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có lì không? Anh á. Anh hơi hơi. Hơi hơi à? Ừ. Anh có phốt không anh? Không, anh không có phốt. Đừng có nhấn nhá. Nói bằng bằng thôi. Ừ vậy anh không có phốt. Dạ. Anh có hay bị say nắng không anh? Không, anh đang có say nắng nha. Anh thấy em sao? Thì em thì dễ thương quá rồi, có sao nữa đâu mà sao? Ông này mà lúc ông nói anh yêu em, ông nói vậy nè. Anh yêu em. Không phải chị, em nói là anh muốn sống bên em trọn đời. Tiếp, còn 1 phút nữa, nhanh lên. Thì có gì muốn nói với em không? Nhìn em cái anh choáng rồi, hết nói nổi rồi. Quen ảnh đi em, đỡ có tiền đi hết ốc. Trời ơi, nói rồi mà không có dụng cái đó mà. Vậy thôi mình bất chấp yêu hết yêu nhau. Không sao, tới luôn em. Này bộ vẽ cũng chịu đèn rồi nè. Thôi chị này chị phải đôn lên chứ. Đôn đó, trời lấy giờ chị đôn quá trời đôn. Đó, phải vậy á. Vô, okay. Vô luôn. Vô anh ha. Ok. Cứ nghe theo đó. Hai người này làm như xỉn rồi, vô luôn anh nhé. Quen anh. Rồi thôi mệt quá. Hai người cũng khùng ngang nhau á. Lòi bệnh anh. Cái ông cứ xoay cái đó qua cho ta nhìn hoài vậy. Trời ơi, chơi cái xô hàng ngoài. Có 3 tiếng đếm. Rồi em hãy để tay vào nút đỏ đi, phía sau. Cái nút đỏ là cái nút nào? Đâu phía sau nè. Trời trời. Đó. Đây anh. Rồi. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút, không đồng ý thì không bấm nút. Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn. 1 tới 3 phiếu quyết định nha. Qua cái 3 là không còn hiệu lực nữa. 2 3
Vậy nó 71. Trời ơi, cái guốc. Chơi sao muốn. Nó cầm em cởi giày ra. Cởi giày vẫn cao hơn. Thôi, đừng có chơi vậy. Đồ ép hàng nhau à. Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chúc mừng hai bạn. Dạ, con tự nuôi bản thân và mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Hết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Ừ, ưu điểm hiền, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ, con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời, giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm hừm không? Dạ, khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con không thích? Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh. Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là Quyền Linh dùng thử bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ, có. Có. Cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy ha. Ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ, con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Dạ. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Dạ. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thực sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ, con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả?
Bên kia một dài, bên đây ba. Mối dài nhất là một thập niên mà ba năm hơn một chút. Ba năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau, nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích, nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi, là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh cô Linh và chị Hồng Vân. Chào em gái. Các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy đó. Cái này là cái tai nghe đi. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Có cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi rồi. Con cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi các bạn về chỗ đi, cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời, quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa. Nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu.
Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không? Để anh có gì anh sẽ cố gắng. Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa vậy? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng. Mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách, em đem tới luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt? Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông. Là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá, muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ, nóng trong người.
Thấy trái tim mình nói sao? Dạ, đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh, cá tính đó nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho hai em sớm tìm hiểu và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Đây. Chào cô. Nào, Duy đi trước đi, Quỳnh Như đi trước đi. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai ấy. Ưu điểm của em là chịu khó này, cần thà và nhiệt tình với bạn bè. Nhiệt tình với bạn bè quá, đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Thấy người khác mà ví dụ như mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Đấy, có thể bù trừ đấy. Còn bây giờ Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Hôm nay em 33 tuổi. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn phố. Trời ơi, ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Nhiệt tình với bạn bè quá, đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi bên mình nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Em cũng có tính tự lập. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai. Như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Dạ. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy có thể bầu trời đấy. Người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm, chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi. Từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, em với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều, em làm giờ hành chính không ạ? Em lái xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi Cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai rai thôi, chỉ được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu lai rai. Nhưng mà lý do tại sao lại, mình... Thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống. Trời ơi. Lai tạo giống. Rồi. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Không em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, đại em hỏi thì cũng không sao ạ. Được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Hay, hãy coi em gái coi.
Cảm ơn em. Hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là người, con người tốt là được ạ. Đúng rồi. Vâng. Hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Này anh nghe em nói dù hói anh bực mình, anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hói mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hói một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi. Quá đẹp. Dạ. Đấy, da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày, ngoài nắng nó đen vậy thôi. Chứ thường nó cũng không có đen, nó mất vậy ha. Con trai đen, mà đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được, tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng như vậy. Lai rai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Dạ. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè. Ừ. Bên đây người sao? Ta yêu cầu như thế nào nè. Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè. Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Em thì yêu cầu thì bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít. Đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. Ừ. Vậy thôi, yêu cầu của em thì đơn giản. Vậy thì dễ. Đơn giản thế thôi. Thế tôi hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Ừ, để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó. Em đi với ai vậy? À, em đi mấy chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở trong cửa. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi. Có công việc gì thì cũng xung tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan, hiền và chịu khó, ít chơi bời. Mà cũng có thể ít chơi bời quá, thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đạt cái yêu cầu mà đang cháu cũng đang mong muốn. Được. Được. Chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó. Còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay cả hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ. Đã tự lập, đã ở trọ một mình thì chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh ơi, anh Chu ơi. Rồi, mở rào. Rồi. Mở rào nào. Em có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em cũng có quà tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng là giờ hành chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ trên tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên, cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết, chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn nữa. Anh có phải là người hay ghen không? Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái. Hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng.
Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế thôi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó. Dạ. Đó. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi, nhưng mà sau cho thì mình tiến xa thì mình thấy ấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích, thích con trai, nhau. Gái. Em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó. Có con là tốt rồi. Đúng rồi. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 thôi. Em thích 3. Nhà đông con về vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Nhà thì đông cháu lắm. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu có... Làm dâu em có... Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Thì tốt rồi, thích làm dâu. Em hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xích vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi, anh có lệnh truyền rồi, cứ bấm đã rồi tìm hiểu sau. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay chưa không bấm. Chưa đếm bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh được quen em gái của em, của anh. Em hứa sẽ chăm lo cho em, nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên. Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đấy. Đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ, nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ, chăm sóc gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi. Hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ mà lại khổ thế. Vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nào để tay cho đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Không, hôn liền hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào. Tư lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà. Khổ quá trời luôn. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi ôm đây. Rồi. Hãy nhau đi học hạnh phúc nha. Cảm ơn chương trình. Đi bên này. Đi bên này cưng, có cái bậc tam cấp bên này. Rồi bạn gái đi trước nè. Đáng yêu quá trời. Dạ là em có ý gì nói đi, thì ngại đâu. Dạ như anh Nguyễn Linh mới... vậy là chưa thôi à. Được. Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chào chị Hồng Vân và chào quý khán giả. Em tên là Hoàng Trâm, em đến từ Cà Mau. Rồi mình giới thiệu đi cưng.
Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào người bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Ngọc Nhiệm, em 34 tuổi, em đến từ Bạc Liêu. Trời ơi, có gần không? Sát bên nhau. Ủa sát bên luôn hả? Ngày xưa hai tỉnh này là một đó. Dạ, dạ đúng. Chăm chăm làm công việc gì vậy? Dạ em là buôn bán quán ăn anh. Quán gì ăn gì? Quán bún mắm miền Tây mình á. Bún mắm hả? Dạ. Mình làm cái gì cưng? Dạ em là giáo viên ạ. Em dạy là thuộc tỉnh Bạc Liêu nhưng mà cái chỗ đó đó chị là nó giáp với Cà Mau luôn. Gia Lai hả? Dạ không, ở huyện Đông Hải anh. À vậy à, trời ơi sát bên luôn rồi. Ờ là em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Trời đất ơi. Em thích ăn bún mắm không? Dạ bún mắm là cái quê đặc sản quê em đó anh. Đúng rồi, chính ra bún mắm ở Bạc Liêu cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Em bán mắm ở đâu rồi em trai? Em bán bún mắm 78 Trần Quang Khải, quận nhất mình á. Gì? Bán ở Sài Gòn á. Trời ơi, bây giờ tôi cũng bán mà thành Cà Mau. Tôi bán thành phố Hồ Chí Minh. Trời, tôi tưởng hai người sát bên rồi, bây giờ người ở Bạc Liêu, người ở Sài Gòn, bây giờ mừng ăn gì đây? Không sao, mỗi năm em về quê mấy lần? Một lần anh. Gì vậy, có một lần hả? Tại vì bán suốt á, rồi tới qua Tết mới về được. Bán đây là thuê nhà bán hay là em? Bán ở ngoài dĩa hè anh. Bán với ai? Bán với ông anh, hai anh em bán. Hai anh em bán bún mắm hả? Chào chị. Ở chỗ nào, bữa nào anh ghé ăn coi. Dạ, ngân hàng Exibank mình á. Trời, bán ngay ngân hàng luôn hả? Cũng Trần Quang Khải mình á. Chỗ đó là mà nhiều mấy quán hàng quán mà ở lề đường ăn cực ngon luôn. Dạ. Ở trong đó có cái bánh canh gì nữa đó. Cái đường Trần Quang Khải nó có một cái tiệm bánh canh cũng rất ngon. Chiều nay ăn bún mắm đi. Ăn bún mắm. Dạ. Anh về dưới bán bún mắm ơi. Ở dưới bán cũng có nhiều mà bán... nhiều người bán, bán có bằng ở Sài Gòn mà chị. Em gái ở trước cổng trường em có ai bán bún mắm không? Dạ không anh ơi. Đó ngon. Về với Bạc Liêu dọn với Bạc Liêu. Hết hồn không? Trời ơi. Dạ chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Nhỏ vậy con cấp 3 nha. Giữ luôn rồi nha. Dạ. Em. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối gửi. Hả? Là một chính thức với một em đơn phương thôi à. Đơn phương là kêu mối rử đó. Dạ. Chính thức chưa được một năm anh. Rồi sao chia tay? Em nghĩ phụ huynh nhìn dáng em tưởng học sinh nữa không đủ. À dạ. Mà em cái điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu thì em là mê chơi. Cô giáo mà mê chơi hả? Tức là em làm việc nhưng phải có giải trí. À đúng rồi. Rồi em có nhiều cái sở thích nên dẫn đến là mất nhiều thời gian. Thích gì? Dạ em thích mà thầy hiệu trưởng gọi em là thích đủ thứ. Em thích hát nè, thích xem phim, thích làm thơ, thích đánh cờ. Thích đủ thứ đúng rồi đó. Thích đánh cờ sao, nhưng mà quan trọng là dạy tốt được rồi. Mà cô giáo dạy môn gì cơ? Dạ em dạy vật lý. Rồi hồi để coi. Giỏi để hồi nói chuyện vật lý với chàng trai nha. Dạ. Em trai, em có mấy mối? Dạ em có hai mối tình mà lâu dữ à. Lâu dữ là dữ là lâu lâu. Cách nay cũng khoảng chừng 20 năm. Trời ơi. Một mối tình đầu tiên là hồi đó là bà nội dẫn đi coi vợ mà hai người không hợp rồi đó chia tay. Ủa ông nhiêu tuổi rồi mà 20 năm mà ông có mối tình đầu tiên rồi đi hỏi vợ là sao? Hôm nay 39 tuổi rồi chị. 39 tuổi cái đây 19 tuổi là bà nội đã kêu đi lấy vợ rồi hả? Ở quê 16 17 ta cưới đâu. Ồ trời. Mới quen đây khoảng chừng 4 năm nay. Rồi cũng không hợp rồi chia tay là 4 năm mà mới quen một năm. quen một năm nay. Rồi thấy gì không hợp. Không hợp nữa hả? Sao mới hợp với em? Dạ không phải, thấy cái bên cái em đó thấy là hơi lăng nhăng. Dạ. Ai lăng nhăng? Bên em là bạn gái đó. Rồi bây giờ nè. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, tìm một người biết lo cho nhau, cho gia đình với ông bà cha mẹ. Người vợ thì tóc hơi dài một chút, thì cao khoảng 1m50 trở lại được rồi. Cân nặng khoảng chừng 45-50kg trở lại thôi. 39 được không? Dạ. Cái đó về nuôi thêm là lên được ăn anh. Ăn lộn là lên. Đó mà đàn trai yêu cầu vậy, đàn gái thấy sao? Mình sao nè, mình có cái yêu cầu gì với người bạn trai của mình không? Dạ em thì em hơi thấp, cho nên là em muốn bạn trai cao cao một tí, khoảng 1m68 đến 1m72 chị. Còn cao hơn nữa thì em lại sợ không có xứng. Ừ. Mà lùn hơn sao? Dạ lùn hơn thì em tội nghiệp cho con cháu sau này. Về ngoại hình sao nữa? Dạ ngoại hình thì đừng có bụng bự, đừng đồ hói là được. À thêm nữa, không lưng dài. Lưng dài là làm biếng đó đúng không? Anh này anh buôn bán là chắc chắn không làm biếng rồi. Dạ tính tình thì đừng có ích kỷ, khoa trương, đừng ít khoe khoang đó chị. Đừng. Nhưng mà ông này ông bán bún mắm bắt buộc phải khoe rồi. Ông không khoe ai đến mua bún mắm của ông đúng không? À. Lưng dài là cỡ nào mới dài? Dạ là nhìn vô mà thấy cái lưng dài hơn cái chân á.
Sao mới là hói? Dạ là em có ý gì? Nói đi, không có gì ngại đâu. Dạ như anh Nguyễn Linh mới... vậy là chưa có hói. À được. Dạ. Rồi bụng sao mới bự? Bụng bự là những người nhậu nhiều quá đó. Anh này không, anh đây không nhậu không hút thuốc em ơi. Ừ, không nhậu không hút thuốc. Chị hỏi thiệt nè, cái về cái yêu xa vậy em có ngại không? Dạ đối với em thì khoảng cách không là vấn đề, em chỉ sợ tính người thôi. Có nghĩa là một năm ảnh về thăm em lần đó là được không? Dạ được. Được luôn hả? Rồi rồi sao rồi em có sắp xếp lên thành phố thăm với ảnh được không? Em thì công việc em thì hơi nhiều á, cho nên em nghĩ là bên nam chủ động hay hơn. Thôi giờ tùy ông đi, ông yêu bắt buộc ông phải bỏ bún mắm ông về dưới ông thăm thôi. Thế nào bây giờ em tính sao? Cái vụ mà năm em về quê là anh thấy không ổn rồi đó. Dạ. Ủa nó là em phải chủ động về đó. Nếu mà vậy, nếu mà mình tiến tới là mình hợp nữa thì được, về quê làm nóng mắm bán luôn cũng được. Ừ, dọn về quê có ý định không? Dạ có. Dọn tại... về Bạc Liêu. Dạ, được ha. Dạ, tại vì là công việc nhà em là em như nội trợ hết, em biết hết. Ừ. Dạ, em làm hết được. Dạ. Đứng lên coi lưng có dài không? Quay coi. Lưng này mệt mệt quá. Em nói vậy thôi chứ giờ sao cũng được, tại vì mế quá chị ơi. Bây hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi với em gái đồng nghiệp. À. Dạ em xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Thì em là đồng nghiệp của chị Nhiệm. Thì chị của em là người rất là vui vẻ hoạt bát. Còn về anh bên đây thì em thấy anh cũng biết làm ăn, cũng giỏi. Nói vô đi, đãi mấy chầu lẩu mắm. Ăn lẩu mắm miễn phí được không? Dạ. Em không ăn mắm. Dạ chị Nhiệm thì rất là thích mắm. Ghiền hả? Dạ. Cô gái này ghiền nè. Dạ. Ghiền mắm. Chút xíu hỏi ship lên cho ông Mai và mới được không? Ship cũng được, nó dễ, cũng có ship được. Em có đặt trên Grab nữa. Chút nhớ chở là mấy tô nha. Dạ, bữa nay chứ không có bán anh, chứ ngày mơi á, bữa nay như vậy bán kịp. Đây ông đi hẹn hò rồi. Thôi giờ bỏ qua đi. Ông có bán. Thôi bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh. Ông anh bạn gì vậy? Ông anh bạn... xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể cô bác ở trong trường quay hôm nay. Theo nhận xét của tôi thì thấy hai em ở bên về phía em gái thì rất là dễ thương, cái tính thật thà. Theo tôi thì nhận xét là ok number one. Dạ. Anh, sao hai nghỉ bún mắm vậy? Tại hẹn việc đi hẹn hò phải nghỉ. Trời dạ, hai anh em bán à? Hai anh em có bán chung nhau không? Dạ em bán, hai anh em bán chung mà. Hai là bán chung một gánh là hai ông ngồi đây hết rồi rồi. Lấy gì bán? Dạ. Tưởng là có gánh khác thì lấy ship hàng của ông anh mà giờ thôi xong. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. À, đứng lên nhận bông nè. Anh có muốn quà anh gửi cho em. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là mình đứng mình giao lưu chút xíu coi. Em coi cái lưng nó dài không, bụng bự không? Đó, coi. Dạ, được không? Không dài anh. Không dài em ha. Dạ. Hả? Em có hối không em? Anh có hối không? Chắc hối không bằng em đâu. Ok. Rồi bụng coi sao? Bụng hả? Ừ. Chưa bằng trái bóng, nó chưa bự đâu. Chấp nhận được đúng không? Cái dạ. Này là tất cả những cái gì mà em yêu cầu là đều vượt qua hết được đúng không? Dạ. Bây giờ là em hát bài tặng cho cô gái cái đi. Mình lấy tình cảm ban đầu cái nào? Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Vậy đó. Dạ, dạ. Dạ. Anh mệt quá chị. Rồi đáp lại em gái. Đáp luôn. Dạ. Em cái giọng em đang bể, không biết hát giọng cổ được không? Được. Dạ, ok, hát câu đi. Dạ, để em lấy bình tĩnh. Dạ. Nửa đêm thao thức nhớ quê hương, nghe đường giọng cô lòng dương dấn lòng. Dù đi trăm núi ngàn sông, tình quê xứ sở lòng không đổi dời.
Bạc Liêu ơi, ngày đó xa xôi ai chối bài giả cổ cho con quen công dân xuôi về giảng ngà. Cho bài giọng cổ ngày nay như lời ru của mẹ thăm tình. Rồi em hỏi cô bao nhiêu ký hợp với em không? Nãy em nói đó. Em được nhiêu ký à? Dạ, hiện tại là em 39 ký. Trời, đúng số mong muốn luôn á. 39 số đẹp đấy em. Dạ. Ủa anh ở Cà Mau mà anh ở đâu? Anh ở Cà Mau mà nhưng mà huyện Trần Văn Thời nằm bên du lịch Hòn Đá Bạc á. Em có đến đó chưa? Dạ chưa. Quê gốc của anh á, bà nội á, thì Bạc Liêu. Rồi anh lên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Anh lên đây cũng khoảng 5 năm rồi. Rồi anh dự định là lập nghiệp trên đây luôn hả? Cũng chưa có biết nữa, tại vì giờ bây giờ á, ba mẹ nhà còn có ba mẹ không à. Ba mẹ mẹ dưới quê. Còn anh mà muốn mà bên ăn thua là bên vợ, nếu mà tìm được vợ nó bên trên đây cũng được, mà còn về quê cũng được. Giờ là tính là về Bạc Liêu rồi đó. Sau này mình có tiến tới hơn nhân á, em thích mấy đứa con. Em nghĩ là con cái là chuyện tự nhiên thôi à. Thật sự thì em cũng thích nhà đông vui. Anh thích một đứa là được nuôi đủ rồi. Gái đầu lòng còn tốt nữa. Được không? Được không? Em muốn sao? Em muốn một hay hai? Muốn càng nhiều càng tốt mà. Em là thích nhà đông vui chị. Đông vui. À, thích nhà đông vui. Dạ. Ừ. Nên ta thích đẻ nhiều. Dạ. Thôi nhỏ con thì đẻ hai đứa thôi. Dạ. Em dạy vật lý đúng không? Dạ. Bây giờ em thử đứng em giảng một đoạn nào về vật lý, về cho bạn trai hiểu được cái công việc của em cụ thể hơn. Dạ. Nhìn bạn coi như đây là học sinh của mình nè. Dạ. Bắt đầu. Yêu. Yêu là sóng dần trên dây có hai đầu cố định, hai sóng cùng tần số bắt gặp nhau, dao động cùng phương với độ lệch pha không đổi. Đó là lòng chung thủy của tình yêu. Giống như nút trên dây luôn cố định, bởi yêu rồi không thay đổi được đâu. Biên độ bụng luôn luôn là cực đại, mãnh liệt chân thành là sức mạnh của tình yêu. Số nguyên lần bước sóng, nhưng trái tim dẫu có nhiều ngăn nhiều vách, nhưng trọn vẹn trái tim mình chỉ chứa một nửa của mình thôi. Em xin hết. Nói đi bé hiểu không? Em đang nói về sóng dừng đó anh. Yeah. Anh học sinh hiểu không ạ? Có hiểu không? Sao anh? Chưa hiểu gì mày. Thấy chưa? Tôi biết mà. Hồi nãy thấy cái mặt bơ bơ là tôi biết không hiểu rồi. Thôi giận gì đi. Cụ thể hơn sao cho anh học trò hiểu đi. Rồi để lại đi, chừng nào em đi ăn bún mắm nhiều á. Dạ. Cái mỗi ngày em nói ít. Dạ là hiểu đi. Dạ. Anh Nguyễn ơi, em nghĩ là chắc phải lâu dài anh ơi. Không có lâu dài được. Cô giáo làm sao em giảng cho người ta hiểu được á. Độ dài của dây á là giống như cuộc đời của mình vậy đó. Rồi, tuy là cuộc đời mình nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại khi tìm được đúng người á thì trái tim mình chỉ chứa một người đó thôi. Đúng rồi. Chứa một người là đúng rồi, đủ rồi. Được rồi đó. Vậy ta mới hiểu rồi đó. Dạ. Nào, bước tới. Đấy. Nói đi, cho dù anh có bán bún mắm ở đâu đi nữa thì anh vẫn hướng về em gì đó, thí dụ thế. Ừ. Anh thì cũng ở trên đây xa xôi, nếu mà có dịp nào á, rồi em với anh tìm hiểu nhau rồi đi về chung một đò luôn cũng được. Trời ơi, ông mối tôi không quy định sao bây giờ ông tưởng ông học trò luôn rồi đó. Em cũng tưởng em giáo viên không. Giáo viên. Dạ, thưa cô, đó y chang vậy luôn đó. Nói đi, nếu cần em thấy dời cả quán bún mắm về với Bạc Liêu. Em thấy tay anh ấm hơn tay em. Nóng hơn. Dạ. Ấm áp hơn. Em muốn cùng anh về bán bún mắm luôn không? Dạ, dạ. Anh mà rủ em bán bún mắm là mấy nhỏ trách anh đó. Dạ. Có thể thì em chỉ phụ thôi thì được. Dạ. Bán ở Sài Gòn hay là bán ở dưới Bạc Liêu? Anh thì anh bán đang bán Sài Gòn, mà nếu mà cùng em gì Bạc Liêu bán cũng được, hoặc là Sài Gòn bán cũng được. Nói thì chung là em thôi. Thích ở đâu anh dọn bún mắm gì đó. Đó. Nói vậy đó. Là mình em thích ở đâu anh dọn gì đó. Ừ. Dạ, dạ em thật sự là bún mắm là cái món em rất là thích á. Yeah. Như là khi nào mà em ăn không thấy ngon cái gì đó hoặc là chán ăn gì đó thì em sẽ đi ăn bún mắm. Yeah. Nếu dạ. mà có dịp đó mà được gì thì anh về đó anh bán cùng em là ok rồi. Ok không? Ok, okay không? Vậy anh ta hỏi thì trả lời đi. Dạ. Ok đó, ừ. Bây giờ là mình suy nghĩ cho thật kỹ hai bên, nhắm mắt lại. Thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó.
Còn nếu không thì quán bún mắm cứ về bán, cô yeah. giáo cứ dạy trường của cô. Yeah. 1, 2, 3 hết thời gian. Cô giáo không mắm. Em muốn gọi thôi, chắc nó không ăn hay gì đó. Rồi giờ mới ăn nè. Làm rung đổ nồi nước mắm luôn, nước mắm luôn. Mắm rồi cho em bấm một ngón đúng không? Dạ đúng rồi. Nắm tay đi cưng. Đó, nắm hai tay coi thấy sao? Nắm mát rồi. Hả? Nắm mát. Nắm thích thích không? Thích. Rồi xin phép cô chú cho hung em nhiệm cái hung. Rồi con xin phép cô chú cho con hung em con được hôn nha. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng nghiền thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hình này sao giống dữ vậy trời. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái dạ. Giác quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời nó cưng hết sức ngồi nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà anh bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, à, em làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin gái. Tự giới thiệu, em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao. Tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, bên đây 29 ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nhất tiền điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. À, ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ em, điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á, thì em rất là yêu trẻ.
Cái việc nấu ăn uống thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cứ gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng coi trọng tuổi, tuổi tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em và bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mẫu người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương chăm sóc, đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm. Dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí, ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa, thể thao du lịch đó. Được không em trai? Dạ, được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ, em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 cho lên. Cha có bộ căng à, bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ, em chào chị. Dạ, giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà thêm gan là ngon lành luôn đó. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người, đúng ơi. Không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho dân có biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen. Tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân. Đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha.
Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa, nên thành ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi, em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mượn cái đó thôi. Dạ. Dạ, rồi, em đứng xin đứng đọc nó nghe luôn, đứng nó nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái giá quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội. Nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này. Nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác, hoặc chuyển công tác chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha. Công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi năm người. Dạ, dạ. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Ừ. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ, cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. Đã... rồi, rồi bà, em sao không hỏi đi rồi, em thấy anh sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi, hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ cái được, anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh. 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy. Mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt của ấy. Ừ. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là
bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đặng Thành Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đặng Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Biết đâu lúc nào đó bạn ấy, một trong hai bạn sẽ dời nhà về chỗ khác, về nhà, về gần người mình thích đó. Cũng không biết chừng ha. Biết đâu được, trời ơi, tình yêu mà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hoặc chúng ta có thể đón xem vào giờ quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Cơm nước giặt giũ là con làm được hết, nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi, nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63 rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. Tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Điểm yếu của con là cọc hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết cơ bộ, mệt mỏi à nha. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.